Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiện hôm nay xin kính chào quý vị khán thính giả, và chúng ta sẽ có một cái đề tài ngắn là ăn trưa ở một tiệm ăn thức ăn nhanh fast food từ quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, hiện nay chúng tôi đang đi tới tiệm McDonald's, tiệm bán thức ăn nhanh, để quay cho quý vị về cái hoạt cảnh ở tiệm McDonald's. Thưa quý vị, thì ở McDonald's nó có hai cái hệ thống, một là drive-thru, tức là mình mua rồi mình mang đi, hai là mình phải vô tận nơi để mà mình coi như là đặt món. Thưa quý vị, McDonald's thì nổi tiếng với những cái món salad hoặc là món hamburger. Vâng, hiện nay chúng ta đang tới tiệm McDonald's. Xin thưa quý vị, là chúng tôi đã trình bày là hiện nay là không được ai có quyền ngồi vào trong nhà hàng để ăn, thưa quý vị. Cho nên bây giờ là giờ trưa, chúng ta thấy là không có một bóng người và cũng không ai được ngồi để ăn đó, thưa quý vị. Chúng ta thấy là vắng lặng vô cùng, và những cái tivi cũng phải tắt hết, thưa quý vị. Tức là các tiệm ăn chỉ được bán mang đi hoặc là đem về thôi, không được tụ tập, không được ngồi gần với nhau nữa, thưa quý vị. Không được tụ tập quá 10 người. Và hiện nay là cái lệnh mà phải ở nhà đó, nó kéo dài tới ngày 10 tây tháng 6 rồi. Ta thấy là rất là vô cùng vắng lặng. Thưa quý vị, đây là cái chỗ để mà có thể nhận đồ ăn sau khi mà đã đặt hàng, thưa quý vị. Thì người Mỹ họ đánh số rất rõ ràng, ví dụ như cái cột số 3 hay cột số 4. Cho nên chúng ta cứ tới ngay đúng cái số mà nhà hàng thông báo cho chúng ta thì sẽ có người đem đồ ăn đưa ra, thưa quý vị.
À, thưa quý vị là cái phần ăn trưa này nó có giá là 5 đồng 29, và nó là một cái phần salad với gà. Phần salad với gà là 4 đồng 99 cộng tiền thuế nữa. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 4 thưa quý vị. Thì chúng ta thấy là cái phần salad gà này nó đơn giản lắm. À, xin giới thiệu với quý vị. Nó có một miếng gà và nó để trên cái phần salad. Thì đại khái là nó trộn với bắp, với đậu, với rau, với một chút cheese, và ăn với cái sauce nó tên là ranch. Gọi là ăn qua buổi, cho một buổi trưa thưa quý vị. Buổi trưa của ngày thứ 6. Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.